Ủa, Diệu Hâu này là con của tỷ hả? Sao tỷ gọi cái nó bay tới liền? Trước hoàng hôn, Tử Tô sẽ nhận được tin tức ngay thôi. Ấy, giờ tôi chính là thủ lĩnh, tôi nói chuyện hai người phải nghe theo lời tôi đúng không? Chuyện đó đương nhiên. Được, ngày mai huynh đi tìm mấy cao thủ cùng tôi tới thành Tân Trịnh. Tuân lệnh. Như vậy không những có thể cứu thoát Tử Tô bán hạ bọn họ, mà còn có thể có cơ hội giết chết Cơ Ức. À, quay về tập luyện đi. Lý Độc Quạt đã làm phản rồi. Mọi người cẩn thận, tôi sẽ mau chóng về thành. Bán hạ, bán hạ, không hay rồi, không hay rồi. Bộ lạc của muội đã xảy ra chút chuyện, nhưng mà Hoàng Tần Hoàng Liên sẽ giúp muội xử lý. Lát nữa muội nói với tỷ sao nha. Nói vậy Ô Tư Đồ cáo quan về quê là bởi vì muốn tránh khỏi nghi kỵ của tên Cơ Ức à? Nhưng bây giờ lại đang bị người của Cơ Ức theo dõi. Vậy cho nên tạm thời chúng ta đừng có tới tìm ông ấy, tránh trước phiền phức. Trước đây còn cùng tên Cơ Lương đó giam lỏng cha, cha có thể hiểu được. Nhưng mà vì tên phản đồ Lý Độc Hoạt này mà con lại giam lỏng cha, con thực sự là không có lương tâm mà, bất hiếu quá trời. Con cũng có cái khó của con mà cha. Nhưng mà dù sao cũng mong cha sẽ tin con. Tất cả cũng vì cha mà thôi. Cái tên Lý Độc Hoạt đó muốn đại khai sát giới. Con nghĩ hắn sẽ bỏ qua cho cha hay sao? Con nghĩ hắn sẽ bỏ qua cho con hả? Xin cha hãy yên tâm, con nhất định sẽ tận lực tìm ra chứng cứ, đem Lý Độc Hoạt băm thành vạn mảnh. Cả con cùng một bọn mà. Trong mấy ngày tiếp theo này, mọi người phải điều chỉnh một chút, để chờ tới cơ hội lần sau. Vẫn chưa có tin tức của cậu Bảo sao? Trong ngày chúng ta chinh chiến, lính canh cửa thành Bắc nói với ta rằng cậu Bảo ban đêm xuất thành. Có khi nào hắn lên núi để hái thuốc không? Không thể nào. Muội có hỏi bọn Đinh Hương và Đại Hoàng rồi, bọn họ đều nói là không biết. Không thể nào có chuyện cậu Bảo không từ biệt mà bỏ đi như vậy đâu. Cái tên tiểu tử này, có phải hắn đi tìm Hoàng Liên với Hoàng Tần rồi không? Không đâu, tuyệt đối không đâu. À, vậy bọn ta đi trước đi. À, có gì thì báo cho bọn ta biết một tiếng. À, chút nữa thì quên. Bán hạ, qua Đại Lao lát đi. Cơ Trọng muốn gặp muội. Kể từ sau khi chính biến thất bại, hắn rất đau lòng. Muội hay qua an ủi hắn. Tốt quá, cuối cùng đệ ấy cũng quan tâm đến chính sự. Muội lập tức đi liền. Nghĩa phụ, chúng ta cùng nhau đi đi. Ê, khoan đã. Sao vậy? Bán hạ, muội có chuyện muốn nói với tỷ. Đi. Có chuyện như vậy chứ? Coi tỷ kìa, đây là bí mật giữa nữ nhân với nhau, nam nhân chắc chắn sẽ không nghe hiểu đâu. Thật lòng xin lỗi hai vị, hai người đi trước có được không? Ê, đừng nói là chuyện nam quan nữ ái gì đó nha. Độc Hoạt đi, chúng ta không nên nghe đâu. Đi đi ha. Tử Tô, nhìn sắc mặt của cô không được tốt lắm, để tôi giúp cô bắt mạch. Không cần đâu. Đừng đâu, mạch tượng của cô đập rất loạn, tốt nhất đừng nên nói nhiều, như vậy không tốt đâu. Tử Tô, muội thấy khó chịu ở chỗ nào? Có phải dạo này cô thấy tâm thần bất định, ban đêm thường hay đổ mồ hôi trộm, thường hay ói và tiêu chảy phải không? Độc Hoạt, Tử Tô rút cuộc bị gì vậy? Chắc là bị ma ám vào người rồi đó. Hay là mời quốc sư tới đây để làm phép đi. Huynh làm gì cổ vậy? Chắc là cổ đã bị bệnh dịch hạch rồi. Dịch hạch? Huynh mới giúp cổ phong bế huyệt chị. Trương Công Công, Lý đại nhân có gì căn dặn? Mau gọi tất cả những thái y đang trực thái y viện tới đây, coi bệnh cho Tử Tô nương nương. Dạ. Hai người tới Đại Lao đi, Tử Tô giao cho ta được rồi.
Độc Hoạt nói con đang rất là đau lòng, tại sao ta lại thấy không giống vậy? Chuyện cũng đã qua rồi, đau lòng thì có tác dụng gì đâu. Thôi thì lần nữa tham gia vào cuộc chinh biến lần sau. Tục ngữ nói thất bại là mẹ của thành công, lần này chúng ta thất bại thì còn có cơ hội lần sau, phải không tỷ tỷ? Trùng Nhi, chúng ta chỉ là tạm thời gặp chuyện không may, không phải là thất bại. Nếu như mình thật sự thất bại, vậy tất cả những kẻ tham gia chính biến của chúng ta đã sớm đầu lìa khỏi cổ rồi. Đầu lìa khỏi cổ? À, trời, vậy thì nguy hiểm quá, mạo hiểm quá. Hay là đừng có làm nữa, đừng chính biến nữa. Hay, tại sao mà cha luôn cảm thấy Độc Hoạt cố tình lừa chúng ta rời khỏi đó? Hay là do cha đa nghi? Phải rồi, ngày hôm qua để nói với Độc Hoạt là muốn gặp tỷ tỷ, nhưng mà sao tới hôm nay tỷ tỷ mới tới thăm đệ? Tử Tô tâm trạng có vẻ rất bất ổn, không giống như bị bệnh, hình như là có cái gì đó muốn nói. Tử Tô đưa mất bình dịch hạch, Lý thống lĩnh hạ lệnh cách ly. Có mắt mộng thấy Thái Sơn, hai người các ngươi là người mới tới phải không? Có biết ta là ai không? Mạc tướng khấu kiến các can quốc sư. Biết rồi, sao mà mau tránh đường? Ta phải vô trong làm pháp, giúp Tử Tô nương nương xua đuổi bệnh dịch. Thật xin lỗi, thuộc hạ chỉ nghe lệnh Lý thống lĩnh mà thôi. Hai người các người cũng hay quá ha. Ta là Quyển Bình mỹ nhân, ta là bạn thân của Lý thống lĩnh, bọn ta chỉ muốn đứng ngoài cửa nói chuyện với Tử Tô cô nương. Hai người làm ơn một chút. Quyển Bình mỹ nhân, xin người đừng gây khó dễ thuộc hạ nữa. Được rồi, được rồi. Nếu đã như vậy, ta cho các người còn một món đồ nè. Đi. Độc Hoạt có được con trai, mà Trường Dương công chúa lại ôn nhu hiền thục như vậy, ta sợ cô ấy. Hắn ta thật sự phản rồi. Đầu tiên là bãi miễn chức quan của Ô Tư Đồ, sau đó bắt giam Tử Tô. Con nghĩ chuyện Cẩu Bảo mất tích chắc chắn cũng có liên quan tới hắn. Chẳng trách mà hắn ta tự dưng dừng chuyện chính biến. Nếu nói như vậy, theo lẽ thường rất thuận lợi, nhưng mà vẫn chưa chắc chắn. Con nghĩ hắn ta làm như vậy nhất định là vì chuyện đó. Là chuyện gì vậy? Đừng bàn mấy chuyện đó nữa. Nghĩa phụ, bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Theo như tao nghĩ, không cần vội. Ta là quốc sư, con với Tử Tô là nữ nhân của quân thượng. Rõ ràng biết đụng vô chúng ta sẽ rước họa vào thân. Nếu như Lý Độc Hoạt thật sự sống chết vẫn muốn làm phò mã của tên Cơ Ức, thì phải làm cho bản thân trong sạch trước, bằng cách lén đâm sau lưng. Thiệt là đáng sợ. Ta vẫn không thể tin được vào thời khắc này mà hắn ta lại phản bội chúng ta. Hay là như vậy, chúng ta tìm cách thăm dò ý của hắn. Nếu như hắn thật sự có ý đó, thì rõ ràng hắn phản bội chúng ta thật rồi. Nói ra nghe thử. Lý thống lĩnh, có lẽ chúng đã đoán ra rồi, có cần bỏ đao xuống đi, hành sự không được phép kích động. Bọn chúng đoán ra thì cũng không làm gì được. Chúng ta gặp chiêu tiếp chiêu. Động não không phải sở trường của thuộc hạ. Ta chính là thích điểm này của ngươi. Làm theo kế hoạch ban đầu, ra tay với các căn trước. Dạ. Ngồi gì vậy ta? Tình nhóc thì người dám nghịch lửa sao? Ta đánh chết người, đánh chết người nè. Trời ơi. Con cái nhà ai mà không có giáo chỉ gì hết vậy chứ? Trời ơi cha, không biết con nhà ai mà dám đốt lửa ở đây nữa, tức chết mà. Nghịch phá còn hơn cổ bảo nhà mình. Bổn quốc sư mà bắt được nó thì cho nó nát ông luôn á. Nhất định phải đánh nát mông mới được.
thiệt tình à. Dạ. Thôi được rồi, được rồi, đừng có nóng giận nữa. Nè, rót rượu ra đi. Trời cha, cho uống ít rượu thôi có được không hả? Không tốt cho sức khỏe đâu. Ê, đây là thần tổn mà bổn quốc sư chế ra, có thể kéo dài tuổi thọ. Mỗi ngày đều phải uống một chén. Nếu uống ít một chén thì pháp thuật sẽ không linh nữa. Trời ơi cha. Ơi gì vậy? Trời ơi cha, con phát hiện sau khi làm quốc sư thì cha suốt ngày bận rộn mà sao còn mắc nhiều căn bệnh kỳ quá vậy? Từ từ thôi mà cha, uống thần tử có chuẩn bị sặc đó. Có cha kìa. Cha, cha sao vậy hả? Cha có sao không? Không sao, không sao. Vậy sao? Rượu hôm nay đúng là ngon hơn mọi khi à Ngam. Tại sao vậy hả? Nhất định là pháp thuật của bổn quốc sư thật sự đã có hiệu lực. Thiệt rồi. Không cha? Hương Nhi à, đi chuẩn bị giúp cha một chiếc xe ngựa. Ta phải xuất thành. Cậu bảo phải quay về rồi. Cậu bảo ca quay về rồi sao? Tốt quá đi, con nhất định sẽ đi cùng cha. Không có được, con không có đi được. Tại sao vậy? Tại con phải ở nhà chăm sóc điện thất mà. Trời ơi, điện thất có đại hoàng chăm sóc rồi. Dù sao đi nữa cũng không được. Cậu bảo gửi cho cha một bức thơ, nói là chỉ gặp một mình ta thôi. Trời ơi, không phải. Nè, cha con ơi, muốn lấy hắn có đúng không? Vậy thì phải nghe lời, có biết chưa? Hả? Anh thôi cũng được, con sẽ nghe lời cha. Đi chuẩn bị xe ngựa đi. Trời ơi cha ơi, uống ít thôi mà. Nghe lời cha nghe không? Cha đi rồi xếp về. Con vô nhà đi. Nè cha, nếu như mà cha gặp được cổ bảo ca thì nhớ nhắn lại với Quỳnh ấy giúp con nha. Đó là con nhớ Quỳnh ấy, không thời khắc nào con ngừng nhớ hết. Được rồi, được rồi. Nhớ vô cùng luôn. Phải chú ý hình tượng của mình, đừng có quên con là con gái của quốc sư nghe không? Phải để ý một chút. Cha đi à. Ê cha, cha nhất định phải nói lại với cậu bảo ca giúp con nha. Ngươi dẫn người đi theo hắn, coi rốt cuộc các căn muốn đi đâu. Dạ. Cha mình đi lâu như vậy rồi mà sao vẫn chưa về nữa chứ? Mà cậu bảo ca cũng thiệt tình, trước khi đi không chịu chào từ biệt gì hết á, quay về cũng không biết tới thăm mình luôn. Đinh Hương mùi mũi. Độc Hoạt ca, trận gió nào đã thổi huynh tới đây vậy? Ta tới tìm sư bá để bàn chút chuyện. Sư bá có nhà không? Đừng nhắc nữa. Mùi làm sao vậy? Tên khốn kiếp nào dám chọc giận mùi? Còn ai mà tên cậu bảo vô tình đó nữa. Quỳnh ấy quay về rồi, vậy mà không tới thăm mùi. Cậu bảo trở về rồi. Cha mùi đi gặp Quỳnh ấy rồi, nhưng mà tới giờ vẫn chưa về nữa. Sao vậy hả? Tại sao ông ấy không ở nhà đợi mà lại xuất thành tìm hắn vậy? Mùi cũng không biết. Quỳnh nói có khi nào cậu bảo ca không muốn quay về gặp mùi hay không? Chắc là không đâu. Tiếp tục đi, ta có chuyện phải đi trước. Em đi thông thả. Cậu bảo chết tiệt. Đại nhân, xe ngựa của các căn dựng ở trước cửa dịch quán thành giao. Mau lập tức triệu 20 cao thủ đi tróc nã cậu bảo ngay. Dạ. Hy vọng Độc Hoạt không mang theo quân. Chúng ta chỉ là đánh lừa hắn thôi. Mau đi đi, xe ngựa đã chuẩn bị xong hết rồi. Chúng ta đi từ Đông Môn. Tên Hiệu Quý đang canh cửa đó, trước đây là người của Cơ Lương, đã bị ta mua chuộc. Sau khi xuất cung, xe ngựa sẽ đưa con tới thẳng thành giao dịch quán luôn. Nghĩa phụ, vất vả rồi. Thân hình của con với cậu Bảo hoàn toàn không giống nhau. Có thể gạt được Lý Độc Hoạt không? Thử rồi sẽ biết. Theo con được biết, người ra vào dịch quán đó đều là những thương buôn. Con tin là Lý Độc Hoạt sẽ không dám tùy tiện động thủ. Nếu lỡ gặp chuyện không may á, lỡ như cậu Bảo bị hại thật thì chúng ta không phải uổng công hay sao? Theo trực giác của con, cậu Bảo sẽ không bị gì đâu. Cậu Bảo bằng mèo mà, mèo cũng chính mạng lận, sao không bị gì đâu ha? Không bị gì đâu. Tại sao mà mới nhắc tới cậu Bảo mà con mắt con lập tức đổi khác vậy hả? Với lại mặt của con hơi hồng nữa, có phải do y phục nóng quá phải không? Chắc tại vì hôm nay trời nóng quá. Thôi đi mau đi ha.
Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Cha. Cha, cha. Hả? À. Cái tên tiểu tử này thật sự có nước khác là nhà mà. Cứ tiếp tục như vậy, bọn ta sẽ chết không chỗ chôn thân luôn. Làm sao đây? Ôi trời, đau đầu quá. Không được, mình phải tính Dương Thọ mình mới được. Hả? Độc quạt, sao trùng hợp vậy? Cùng tới dịch quán hả? Quân thượng phái con tới đây làm nhiệm vụ. Thì không ngờ sư bá ra khỏi thành từ lúc nào vậy? Cậu bảo đó, nó nói có một chuyện muốn nói với ta. Tên tiểu tử này về rồi lại đi, làm mấy cái chuyện thần bí không ai hay biết gì hết. Nếu ta không biết đó, còn tưởng nó đang trốn ở nhà với Linh Hương đó. Từ nhỏ hắn đã vậy rồi, rất ham chơi. Bây giờ hắn đang ở đâu? Cái thằng quỷ lười biếng chắc chắn đã ở trong đó ngủ rồi. Được, chúng ta cùng nhau vào, con cũng đang muốn gặp hắn. Không làm trễ công vụ của con chứ. Tất nhiên là không sao. Vậy vô đi. Để thuộc hạ vô cùng với ngài. Ta vào một mình là được rồi. Bao giờ dịch quán, không cho bất kỳ kẻ nào thoát khỏi đây. Dạ. Chết lại, nếu không có lệnh của ta, không ai được phép động đao. Ta không muốn làm lớn chuyện này. Dạ. Chúc mừng con, lại có thêm một hài tử. Đã đặt tên chưa? Là Long Quỳ. Long Quỳ à? Cái tên này nghe cũng được đó. Độc Hoạt à? Bây giờ con đã là cha của hai đứa nhỏ rồi đó Độc Hoạt, còn hơn sư bá nữa. Một đứa con là đủ nuôi rồi, hai đứa phiền phức lắm. Cậu Bảo ơi, mở cửa. Cậu Bảo. Cậu Bảo nó ngủ thiệt rồi. Có lẽ đang nằm ngủ. Để con coi vậy. Được. Sao thân hình của cậu Bảo lại nhỏ như vậy? Đây là cậu Bảo sao? Hạ Nhi, sao muội lại ở đây? Nếu như người nãy nằm trên giường thật sự là cậu Bảo thì huynh ấy đã sớm bị giết rồi. Bảo gia, chuyện của tôi với Hoàng Tần, ngài nhất định phải ra mặt làm chủ. Bảo gia đây rất là giỏi hai chuyện này, một là gạt thiếu nữ vô tri xuống nước, hai là khuyên phong trần yêu nghiệt Hoàng Lương. Suy nghĩ trong lòng huynh ta hiểu. Vô tri thiếu nữ, phong trần yêu nghiệt, sao lại không giống Hoàng Tần chút nào chị? Mục đích cuối cùng của tôi chính là khiến cho tỷ ấy đối với huynh sẽ là phong trần, còn đối với người khác sẽ là vô tri. Qua đấy. Hai người đang to nhỏ như vậy. Nè, phía trước có trọng binh canh giữ đó. Khẩn trương làm gì? Ấy, các người qua bên đó đi, nhân lúc chúng không để ý đánh ngã đi. Ta biết rõ là muội xẻ không thể làm ta bị thương. Nhà ngươi cũng như vậy thôi. Cái tên phản đồ. Phản đồ? Muội nói vậy là sao? Mau nói đi, tử tôi đang ở đâu? Bệnh của tử tôi trở nặng, quân thượng không yên tâm nên đã đưa cô ấy tới thái y viện. Nếu như muội không tin ta thì có thể cùng ta tới đó. Ngươi vẫn còn xảo biện. Ê, nghe Lý Độc Quạt nói hết cái đó. Nói cho ta biết cậu Bảo đang ở đâu. Chuyện của hắn sao lại hỏi ta? Không phải nói là hắn lên núi hái thuốc sao? Ngươi chạy tới dịch trạm, lẽ nào không phải vì muốn giết cậu Bảo? Đem theo vài người để thực hiện nhiệm vụ cũng là chuyện bình thường. Chuyện này mới biết mà.
Hai người không cảm thấy là ta đang làm chuyện mưu phản hay là vì Trường Dương công chúa sao? Ta vì chuyện chính biến mà trả giá rất nhiều, lẽ nào lại dễ dàng từ bỏ? Có đạo lý. Hà Nhi, Độc Hoạt muốn phản thì sớm đã phản rồi, cần gì đợi tới bây giờ, có phải không? Ê, Lý Độc Hoạt, ngươi dám đâm sau lưng ta sao? Hả? Nghĩa phụ, tuổi tác sư bá đã cao, sống không được bao lâu nữa, vậy nên có gì trực tiếp tìm ta. Ngươi nghĩ ta còn tin lời nói của ngươi sao? Ê, Lý thống lĩnh cũng thiệt à, đi lâu như vậy rồi tại sao vẫn chưa quay về? Họ dù sao cũng là đồng môn huynh đệ, chắc là còn hoàn nguyên chuyện cũ đó. Chuyện cũ hả? Sao? Ông phải cạnh bà phải cạnh ông. Còn coi, hai người chúng ta hiểu nhau thiệt à? Cái đồ khốn kiếp nhà ngươi, nếu như Cửu Long Căn bộ lạc mà còn có người khác thì sẽ tới lượt ngươi hay sao? Ủa? Đi thôi. Ta có thành tựu như ngày hôm nay đều là nhờ vào Lý thống lĩnh. Ta với ngài ấy là trước sau không đổi. Hả? Là một lòng một dạ đó. Chúng ta đều giống nhau hết mà. Nếu như không có Lý đại ca thì không có chúng ta. Đi theo ngài thì có thịt ăn. Nói tới ăn thịt, bụng ta liền cảm thấy hơi đói. Cả huynh đệ chúng ta đâu rồi? Người đâu rồi? Người đâu hết trơn rồi? Có. Các người đi đâu vậy hả? Mới hồi nãy bọn ta phải đi giải quyết thôi. Cậu Bảo, ngươi tại sao ngươi lại ở đây? Vậy ta không ở đây thì phải ở đâu? Vậy người trong dịch quán là ai? Dịch quán gì? Hả? Không cần biết, dù sao ngươi cũng đã tự tới đây rồi, bắt hắn cho ta. Dạ. Ngươi vẫn còn đang mai phục. Kêu cái gì mà kêu? Không có gì, chỉ là thuộc hạ bị té. Dẫn vài người vào trong đi. Dạ. Tôi tuân lệnh. Ê, xem ra ngươi vẫn biết nghe lời. Nè, trông chừng hắn đi. Tao qua coi thử nghĩa phụ của ta sao rồi. Sư bá là một quốc sư đức cao vọng trọng, ta không dám giết đâu. Muội là mỹ nhân mà quân thường sủng ái nhất, ta cũng không dám giết đâu. Còn Tử Tô với lại tên Cẩu Bảo thì ta không dám chắc. Ngươi đã làm gì Tử Tô? Đừng có vội, ta còn chưa làm gì cô ta hết đó. Ta vẫn chưa nghĩ ra cách xử lý cô ta. Còn Cẩu Bảo? Cẩu Bảo? Ta mong tốt nhất là hắn đừng có quay về Tân Trịnh, nếu không hộ thành sẽ dìu thêm một thi thể nữa. Tất cả những chuyện này là chuyện riêng của ta, không liên quan gì tới bọn họ. Xin ngươi tha cho họ đi. Hạ Nhi, vì muội ta đã trả giá rất nhiều, ta đã làm gì nên tội? Sao lại đối xử với ta như vậy? Độc Hoạt, muội thật sự không có ý muốn phụ lòng huynh, nhưng mà chuyện đó muội không thể nào khống chế được. Huynh tha cho họ đi, muốn chém muốn giết thì tùy huynh. Quên nói cho muội biết, ta có một đứa con tên Long Quỳ, nó là đứa con do ta sinh ra. Sau này nó có thể là vua của đất nước này. Người làm phụ thân như ta, không thể vì nó mà diệt loạn đảng sao? Muội biết là muội không thể giấu huynh, nhưng mà đó thật sự là chuyện ngoài ý muốn. Được, nếu đó là ngoài ý muốn thì muội nói ta nghe. Lý thống lĩnh là tôi nè. Ha ha ha.
Lý Độc Hoạt, coi ngươi ngạo mạn tới đâu. Đi. Ê, Hạ Nhi, sao muội ở đây vậy? Hả? Cậu Bảo, huynh có sao không? Ta không sao. Hạ Nhi, dọa chết ta rồi, ta còn tưởng không gặp được muội nữa, muội có biết không? Không sao thì tốt, nghĩa phụ của muội đã bị ngất rồi. Hả? Tên mập chết tiệt, mau câm miệng lại cho ta, đừng có tối ngày lại nhảy thêm nữa. Hoàng Tần, cậu nói cái này chắc không phải ý của Bảo gia đâu ha. Người thấy sao hả? Căn gia, mạch tượng này của người rất lạ. Con tạm thời chưa tìm ra nguyên nhân, sau khi con trở về tới đô thành con sẽ xem lại thật kỹ rồi kê thuốc nghe. Hay, uống thảo dược không có tác dụng, ta không phải là trâu bò. Thân thể của ta, ta tự biết mà. Nó tới rất là bất ngờ. Hay, là lúc ta đang làm phép đã tiết lộ thiên cơ, thời gian có hạn. Nghĩa phụ, người đừng có nói lung tung nữa. Ta có nói gì sai đâu. Ta đang mở thiên nhãn mà hả? Do chuyện ta phiền muộn chính là lệ quỷ của Thiên Sơn. Thì mấy loại lệ quỷ này chính là A Lập Tư Đức Mạng. Nó được luyện thành trong lò đan của Thái Thượng Lão Quân. Nó được trải qua 99 tấm mốc mạng mới có thể hạ phàm vì chuyên môn đồ mạng của du sư. Nghĩa phụ, Lập Tư Đức Mạng, cái tên đó nói liếu lưỡi hết rồi, vậy mà cha cũng nghĩ ra được. Theo con thấy, nghĩa phụ vẫn không chịu tin y thuật. Y thuật hả? Cùng lắm thì nó chỉ là điêu trùng tiểu kỹ, chỉ có thể gạt được đại hoàng. Du thuật mới chính là chính đạo. Sẽ có một ngày á, ta sẽ khiến con tâm phục khẩu phục chứ gì. Dùng cái miệng của con thổi đi, dù sao cũng không cần phải trả tiền mà. Hạ Nhi, ra ngoài lát đi. Nghĩa phụ cẩn thận nha. Chà, thân hình cũng không tệ. Hộ tống Căn gia về nhà cho ta. Lý thống lĩnh sẽ ở lại làm con tin. Ta cho các người biết, Cửu Long Căn có 9981 cách đối phó với tù binh. Các người đừng có làm cho ta đau đầu nghe chưa. Bảo gia, chúng tôi sẽ không khiến ngài bận tâm đâu. Chỉ cần thống lĩnh bọn tôi an toàn, ngài muốn tôi làm gì cũng được. Ta rất là an toàn, chúng không dám giết ta đâu. Ninh Hương, Mã Tư Đồ, Đại Hoàng Tử Tô đều ở trong thành, với lại các căn trên xe ngựa nữa. Ngươi có hiểu ý ta không vậy? Ý của Lý thống lĩnh các người đây chính là trong tay ngươi cũng có con tin, có đúng như vậy không? Tôi đã hiểu rồi. Hiểu rồi thì mau biến khỏi tầm mắt của Bảo gia ta ngay lập tức. Được, biến liền. Đi mau đi, mau biến đi. Dạ. Lý Độc Hoạt, cái tên rùa đen khốn kiếp này, Bảo gia sẽ không bỏ qua cho huynh. Hèn hạ bị ổi, tiểu nhân vô sĩ, muốn giết chết ta. Muốn giết chết ta thì giết đi. Giết huynh không phải dễ cho huynh quá sao? Ở chỗ này gọi trời trời không biết, gọi đất đất không thấu, huynh có gọi cỡ nào cũng vô dụng thôi. Cậu Bảo, ngươi ngoại trừ cái miệng thối ra còn gì nữa? Tiếp tục làm tốt cậu y sư của ngươi không phải tốt hơn sao? Đừng có ở đây làm loạn nữa. Sư huynh, bây giờ huynh đã tới tận bước đường này, vậy mà còn không chịu chấp nhận sự thật hay sao? Vì ta là sư huynh của ngươi, sao có thể thua ngươi? Được, vậy để tôi cho huynh nếm thử chút mùi của tôi nghe. Ê, 3 ngày chưa rửa chân rồi. Bước tiếp theo phải làm gì đây? Các ngươi ở lại canh chừng hắn. 3 người chúng ta lập tức về thành đô, Bảo gia dẫn các ngươi đi báo thù. Được thôi. Đi. Đi. Quân thượng, trong lúc Lý thống lĩnh chữa bệnh cho Tử Tô nương nương, ngài đã bị truyền dịch bệnh, cho nên thần đã cách ly tất cả bọn họ rồi. Hôm qua vẫn còn bình thường, tại sao tự dưng lại mắc dịch bệnh chứ? Ta không tin, ta phải đi gặp phu quân. Công chúa, dịch thạch rất là dễ lây nhiễm, phát bệnh rất nhanh. Công chúa tốt hết đừng nên mạo hiểm ha. Lời của quốc sư nói rất là đúng. Lý Độc Hoạt phúc lớn mạng lớn,
quả nhân tin là nó sẽ không sao. À quân thượng, thần sẽ cho một ngày lành tháng tốt, lập đàn làm phép giúp Lý thống lĩnh và Tử Tô nương nương giải trừ bệnh dịch. À, vậy thì làm phiền các căn quốc sư rồi. Dạ. Cờ ớt tới rồi kìa. Tại sao huynh lại biết buổi chiều hắn sẽ tới đây? Ta có biết đâu, nhưng mà nó biết đó. Không phải là huynh nghèo tới nỗi sắp chết đói rồi hay sao? Lấy đâu ra tiền vậy? Ê, ta nói cho muội biết, sau khi làm quốc sư Căn gia đã kiếm được rất nhiều tiền, ông ấy giấu hết ở dưới gối á. Tới tiền của nghĩa phụ mà huynh cũng dám trộm? Đây không phải gọi là trộm, nhưng lúc không có ai ta mượn dùng tạm, ta sẽ trả lại mà. Được. Ê, đi đi. Ê, quân thượng. À, cậu Bảo đã lâu không gặp rồi. Dạo này ngươi đang bận chuyện gì sao? À, đây là loại thuốc mà thần mới điều chế, Xuân Tàm Dạ Dạ Kiều, là báo vật chúng khuê phòng, xin được dâng tặng lên quân thượng. À. Cậu Bảo à, ngươi đúng là rất hiểu lòng hoa nhân. Bây giờ nhìn thấy cảnh tượng này, nó làm ta nhớ lại lần đầu tiên gặp Quyển Bình nhảy múa ở nơi đây. Cùng một cách trang điểm, cũng cùng một bộ y phục, khung cảnh rất giống nhau, vậy mà hôm nay ta thấy rất ngứa ngáy. Quyển Bình mỹ nhân đúng là càng ngày càng trở nên xinh đẹp mà. Ê, cậu Bảo, ngươi coi ta ra tay lúc nào là tốt nhất đây? Còn phải xem ý của Quyển Bình mỹ nhân nữa. À. Quân thượng. Quyển Bình mỹ nhân, Bình thân. Tạ quân thượng. Mỹ nhân à, nàng coi nàng nhảy tới mức mồ hôi đầy người, để quả nhân giúp nàng lau mồ hôi nha. Đây, đây, đây. Quân thượng. Hả? Bây giờ đã là giờ nào rồi? Hả? Giờ mùi. À, vậy Quyển Bình phải về cung tắm rửa thay y phục đây. Quân thượng, ngày mai gặp lại. À, ngày mai gặp. À, tiên nữ hạ phàm cũng không thể sánh bằng mà. À, chúc mừng quân thượng. Ừ. Quả nhân có gì vui hay sao? Trời, mới nãy Quyển Bình mỹ nhân không phải đã ám thị rồi sao? Ngày mai giờ mùi cô ấy sẽ tắm. Hả? À, vậy là Quyển Bình mỹ nhân muốn mời ta tới đó? Tất nhiên rồi. Nhưng mà theo quy tắc trong cung, nếu muốn thị tẩm thì phải tới tẩm cung của ta thì mới được chứ. Trời ơi, người không hiểu mấy chuyện tình thú hay sao chứ. Vào ngày mai, người lẳng lặng tới tẩm cung của mỹ nhân, nhưng lúc mỹ nhân đang tắm rửa, kích thích dữ lắm. Chủ ý hay, chủ ý hay. Quyển Bình mỹ nhân quả là một kỳ nữ trên đời, không giống với những người đẹp khác. Ê, quân thượng à, loại thuốc mà thần kê cho người dược tính thật sự rất là mạnh. Tốt nhất á, đợi khi tới tẩm cung rồi mới dùng được. Ê, ngang ngược. Xuân Tàm Dạ Dạ Kiều này vừa nhìn là biết ngay rồi tốt. Đến lúc đó quả nhân nhất định sẽ trọng thưởng cho ngươi. Ê, đa tạ quân thượng, đa tạ quân thượng. Xong rồi, sau khi người uống vô nhất định sẽ có một giấc ngủ thiệt ngon. Một, hai, ba. Đúng rồi. Xong rồi. Công phu của muội là tăng rồi. Nhưng vẫn không bằng Hạ Nhi tỷ tỷ. Cũng may lần này là muội chứ không phải là cậu Bảo. Tỷ đừng nhắc tới hắn nữa. Sao hả? Lại cãi nhau à? Quỳnh ấy trở về lâu vậy rồi mà không tới thăm muội, tức chết đi được mà. Quá vô tình vô nghĩa. Đi thôi, chúng ta đi tìm Ô Tư Đồ trước. Ừ. À trời, ở Thành Dương công chúa, vị này là Đinh Hương sao? À, ta danh tiếng đã lưu truyền khắp thiên hạ sao? À, nhưng mà Tư Đồ đại nhân, tại sao đại nhân biết tôi vậy? À, chuyện đó là đương nhiên, nhân gian đệ nhất mỹ nữ mà. Có thiệt không? Ta nói cô biết, cái tên cậu Bảo đó vẫn thường kể với ta, có một mỹ nữ có tên là Đinh Hương, tối ngày khóc đòi sống đòi chết, phải gả cho cậu ta.
Không phải tới đồ đại nhân, ngài đừng nghe quân ấy nói bậy nha. Thôi nói chính sự đi ha. Chuyện của Hà Nhi tỉ tiễn rốt cuộc sao rồi? Bây giờ vẫn chưa phải là lúc đâu. Nếu như cô muốn chính biến, cơ bản là không thể. Tại sao vậy? Cách tốt nhất lúc này chính là cứu đệ đệ của cô ra, rồi cùng hắn ta cao chạy xa bay thừa cơ hành động. Cơ ức nhất định phải chết. Thù của phụ thân ta, ta nhất định phải báo. Hey, Trịnh Nhu Công trước khi qua đời đã trăn trối rằng nhất định chớ hỏi ân thù, chính là sợ cô rơi vào cảnh nguy hiểm đó. Giết cơ ức không phải là không thể được. Hơn nữa, cửu tử nhất sinh, cô đã từng nghĩ qua chưa? Ta đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Giờ mùi ngày mai ta sẽ động thủ. Cơ Trọng và Điền Thất xin nhờ vào ông hết. Hà Nhi tỷ tỷ, tỷ không được suy nghĩ như vậy. Giờ mùi ngày mai tôi sẽ ở nhà cầu phúc cho công chúa. Ngoài ra cũng phải mau chóng tìm ra Tử Tô. Lý Độc Hoạt bụng dạ độc ác, tôi thấy rất lo cho Tử Tô. Hà Nhi tỷ tỷ. Mau tìm đi, mau tìm đi. Ta nói là không có ở đây mà. Cũng đúng ha. Bây giờ Trường Dương công chúa đang sống ở đây, chắc Lý Độc Hoạt không thể nào giấu một đại mỹ nhân ở đây đâu. Đúng không Hà Nhi tỷ tỷ? Không có ở đây, ở trong ngục cũng không có. Vậy Tử Tô có thể ở đâu chứ? Các vị nữ hiệp, nữ đại hiệp, tôi thật sự không biết bọn họ đã đi đâu. Tối hôm đó tôi chỉ phụ trách đem cô ấy lên xe ngựa. Đại nhân, xe đã chuẩn bị xong rồi, đang ở trước cửa, để tôi đưa mọi người đi nha. Không cần đâu, hôm nay sẽ do quân đệ của ta lo liệu. Ngươi quay về đi. Dạ. Hay, được, thôi. Trước khi đi vào thành, lẽ ra nên hỏi Lý Độc Hoạt nơi hắn giấu Tử Tô mới phải. Hà Nhi tỷ tỷ, chuyện đã như vậy, giờ chúng ta phải mau chóng tìm một người ra ngoài nghe ngóng tin tức. Người được phái đi lần này nhất định phải là người ăn no rồi không làm gì, phải là người thích làm những chuyện xấu nữa. Người như vậy cũng hơi khó tìm ha. Ê, tìm Tử Tô chuyện đại sự như vậy cũng không tìm ta. Thiệt là coi ta không ra gì hết mà. Đúng là không có phép tắc gì hết. Chính là huynh. Tại sao lại là ta? Cái gì? Ta là người lên kế hoạch cho lần hành động này mà sao bị biến thành kẻ sai vặt vậy? Hey, đi theo dõi Lý Độc Hoạt là chuyện rất quan trọng. Không đi. Rùa đen nó cần gì ta theo dõi? Ta vỗ tay cái hắn gì cũng khai. Nhiệm vụ lần này rất quan trọng cho nên mới phải báo cho huynh. Ta bận, không thể rời khỏi đây. Ta còn phải đi cướp ngục cứu đệ đệ. Không cần đâu, tôi ở lại với Căn gia là được rồi. Ơi, đừng nhìn tôi. Tôi phụ trách yểm trợ bán hạ xuất cung. Muội phải dẫn Điện Thất về đại hoàng rời khỏi. Ta có thể giúp bán hạ quan sát mà. Cái gì? Chuyện lần này để mình muội ấy có vẻ thích hợp hơn. Cười gì mà cười? Có cười gì đâu. Vậy đi, ta sẽ yểm trợ Hạ Nhi xuất cung. Huynh xuất thành đi theo dõi Lý Độc Hoạt. Sau đó mau chóng chạy về trong đêm báo cáo tình hình. Dọc cái gì? Trời ơi, huynh coi huynh mập như vậy, chạy đi chạy lại cho nó tốt cho sức khỏe. Hoàng Tần Tỷ thích những người có thân hình đẹp mà. Tôi mập, tôi phải đi sao? Ta là thủ lĩnh của các người mà, lời ta nói các người phải nghe. Ta lệnh cho huynh bây giờ lập tức lên đường ngay lập tức. Nước trong đầu thơm quá, thơm quá. Thơm quá đó. Thử mùi hít hơi thử coi. Ngon quá đó. Ngon ha. Thái tướng quân, đây không phải là Lý thống lĩnh người mới nhậm chức sao? Chết tiệt, mình phải mau chóng dập báo cho họ mới được. Lý thống lĩnh, coi như đã thoát rồi. Đội trọng đang tính tới đó để cứu ngài. Thông báo tất cả hiệu quý cấm vệ quân tới chỗ của ta nghị sự. Dạ.
bây giờ đã là giờ nào rồi, vẫn còn chưa chịu về? Rốt cuộc tên mập chết tiệt đó đang làm cái gì vậy? Có lẽ là tám phần đang ngủ trên đường. Yên tâm, sáng mai nhất định sẽ về tới. Mình chạy hết nổi nữa rồi. Tố Bảo, Quang Tân hả? Hai người vô đây một lát đi. Sao vậy?